Rồi ở đây thầy sẽ ví dụ về cái ví dụ về hàm ha. Đổi chính. Rồi, được mô về hàm. Như vậy thì thầy sẽ viết một cái hàm tính tổng nha. Rồi các bạn sẽ chú ý dùm cho thầy, nó có hai cách viết hàm. Một là mình khai báo hàm rồi mình viết phía sau. Chỗ này mình sẽ khai báo hàm. Rồi chỗ này là rồi có một số bạn á thì có hỏi thầy là mình có nên đưa tiếng Việt vô đây hay không, thì thực ra nó thế này các bạn, chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến vấn đề mà đưa tiếng Việt vô. Nếu mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái chỗ là đưa cái Unicode vào, nhưng mà điều đó thực sự không cần thiết đối với lại cái môn lập trình C hiện nay. Với những cái ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn thì chúng ta đưa tiếng Việt vô một cách rất là dễ dàng, và đa số là bây giờ chúng ta làm bằng những ngôn ngữ đó thì nó đã hỗ trợ rồi, cho nên việc mà chúng ta đưa cái tiếng Việt vào cái bài làm của C thì nếu bạn nào làm được thì thầy rất là hoan nghênh. Còn nếu mà không làm được thì thôi, mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Bởi vì mình chuyên sâu quá, đối với những bạn mà không nắm vững về C thì nó lại rối. Còn những bạn đã nắm vững rồi thì muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn phát triển nhiều hơn thì các bạn cứ cố gắng. Mình thống nhất như vậy. Cho nên là cái việc mà đưa được tiếng Việt vào trong một cái chương trình của C, khi mà nó hiển thị lên, nó hiển thị được tiếng Việt á, thì khuyến khích thôi, chứ nó không bắt buộc đối với bài làm của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng hàm. Đó, như vậy nó có 3 vị trí để chúng ta liên quan đến hàm. Thứ nhất là khai báo, thứ hai là viết, thứ ba là dùng. Ha. Như vậy hôm trước thì chúng ta lại làm gì? Hôm trước là chúng ta vừa khai báo vừa viết, vừa 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 viết hàm đó. Hôm trước chúng ta làm như thế, hôm trước chúng ta làm như thế, tức là khai báo xong viết luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khai báo trước rồi viết sau ha. Hôm nay chúng ta sẽ làm khai báo trước và viết sau. Và cái phần đầu tiên thầy ghi là tính tổng của hai số ha. Thầy làm tổng của hai số thì thầy không cần trở về. Tổng 1, mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy hết, tổng của hai số. Rồi dưới này thầy viết viết hàm tổng 1, mở đóng ngoặc. Rồi bây giờ viết, bây giờ viết ha. Cho hai số A phẩy B chấm phẩy,
Rồi, chúng ta sẽ tương tự chúng ta nhập V. Bài này đến đây thì chắc mọi người không có ai vướng nữa đúng không nào? Nhập A nhập B. Để chúng ta sẽ cộng hai số AB lại. Tổng hai số phẩy A cộng B. Rồi như vậy thì đó là một cái bài toán rất là đơn giản. Chúng ta đang sử dụng hàm để viết. Như vậy thay vì mình viết cái đoạn code này nè ở trong main, thì bây giờ mình viết riêng nó ra. Rồi bây giờ mình xài nó. Tổng 1 hết. Như vậy thì đối với cái hàm của mình, hàm này là hàm không có tham số. Không có tham số. Đó, không lỗi, không cảnh báo. Và chúng ta chạy lên thì nó ra cái gì? Nhập A bằng 2, B bằng 8, tổng hai số là 10. Được chưa nào? Như vậy đây là không cần trả về. Thì khi chúng ta gọi trực tiếp như thế này là nó có tổng 1. Bây giờ thầy ví dụ một cái tổng 2. Tổng 2 của thầy là thầy cần trả về kết quả ở tên hàm. Trả về kết quả ở tên hàm. Như vậy tổng của mình đang viết về nguyên. Thì thầy ghi là tổng 2. Cũng không có tham số. Xuống này. Thầy copy cái này ra. Tổng 2. Chỗ này kiểu trả về là in. Như vậy thì chỗ này thay vì dùng là print trực tiếp thì thầy sẽ làm gì? Return A cộng B. Return A cộng B. Thay vì in ra thì lấy cái giá trị A cộng B này nè đưa vào tên hàm. Như vậy chỗ này là hàm 2. Tổng 2. Tổng 2. Thấy không? Tổng 2 trả về kết quả là in. Như vậy làm sao để dùng được cái tổng 2 này? Làm sao dùng được cái tổng 2? Tổng 2 nó là hàm. Nhưng giá trị của nó trả về kiểu in thì nó cũng y chang như là một biến. Như vậy chỗ này chúng ta muốn dùng được cái tổng 2 thì chúng ta sẽ dùng hàm tổng 2. Thì chúng ta print hoặc là gán gì đó cũng được. Ví dụ như print đi. Tổng 2. Phần trăm D phẩy tổng 2. Đó. Như vậy khi mà chúng ta đưa cái tổng 2 vô đây thì chúng ta đang gọi hàm. Và cái hàm này nó trả về kiểu in. Thì nó y chang như chúng ta in một biến thôi. Hàm này trả về kiểu in. Thì cái mà giá trị chúng ta muốn hiện ra đó nó là kiểu in, cho nên chúng ta định kiểu cho nó là phần trăm D. Và chúng ta xuất ra. Dưới này là tổng hai số ha. Tổng 1 đi. Tổng 1, tổng 2. Ok, chạy. Xịt N. Để cho nó xuống dòng chứ không nó lại dính. Rồi, nhập A. 3, 4, tổng là 7. Tổng 1 là 7. Nhập A. 7, 8. Tổng 2 là 15. Như vậy thì chúng ta đã sử dụng và gọi được cái hàm số. Các bạn nhìn lại nhé, nhìn lại. Rồi mình sẽ đi cái tiếp theo. Nhìn lại coi, giữa cái tổng 1 này là mình khai báo tổng 1, tổng 2. Main, mình dùng tổng 1 thì mình dùng là mình gọi trực tiếp cái là xong rồi.
Còn nếu như trong trường hợp chỗ này mà mình gọi tổng hai như thế này thì chuyện gì xảy ra? Chỉ gọi vậy thôi, chuyện gì xảy ra? Nếu mà chỉ gọi tổng hai trực tiếp như vậy thì làm sao? Sao? Vậy thử với thầy. Bây giờ đoán trước thử coi. Đó, tổng hai viết vậy đó. Nếu mình gọi vậy thôi, không làm gì hết, không in, không ấn gì hết, thì chuyện gì xảy ra? Bạn nào cho thì biết chuyện gì xảy ra nè. Nó không hiện kết quả thầy. Khi không in ra màn hình, Không hiện kết quả. tại sao nó không hiện kết quả? Giải thích coi. Rồi, lúc mình gọi tổng hai thì nó sẽ làm gì trong này? Nó làm gì trong này? Tổng hai nó lúc này nó giống như một cái biến in thôi chứ nó không tin ra. Vậy khi mình gọi tổng hai thì chuyện gì xảy ra? Thì nó tạo một cái biến in thôi, rồi nó cần nhập AB xong nó lưu vào một cái biến, một cái tôi nhớ tải gì cho AB. Tức là nó sẽ nhập giá trị A, nhập giá trị B, nó tính tổng, sau đó thì nó trả về kết quả cho chữ tổng hai. Hết việc, nó chỉ trả về thôi, còn nó không làm gì hết, cho nên mình không nhìn thấy được cái tổng hai, được chưa? Như vậy trong trường hợp này thì nó không cho mình kết quả, mặc dù có đó, ví dụ như là 1, 2, tổng là 3, nhập A là 3, 4, enter một cái thì cái tổng 2 nó đã được bằng 7 rồi đó, nhưng mà mình không có dùng để làm gì hết, cho nên nó kết thúc. Tổng 2 có rồi đó, nhưng mà có ở dạng một biến mà mình không in ra thì nó không không ấy. Rồi, ok. Cái tiếp theo mà người ta nên dùng, các bạn nên dùng, tức là chúng ta sẽ dùng ở cái dạng tổng 3, khai báo một cái biến tổng 3. Đó, int ab thử b nó không hiểu, thấy chưa? Chỗ này bạn phải khai báo phẩy chứ, như nó là phẩy. Rồi, ok, ổn. Đó, mình khai báo. Dù là A và B này cùng đều là in, nhưng mà nó không chấp nhận khai báo gộp, khai báo riêng nhé. Rồi, vậy tổng 3 này mình làm gì? Tổng 3 này mình làm gì đây? Tổng 3 này mình làm gì? Mình chỉ việc hết hàm tổng 3, nó là như thế, tổng 3 nó chỉ là như thế thôi. Vậy thì dùng nó như thế nào? Dùng nó như thế nào? Dùng cái tổng 3 này dùng như thế nào đây? Chỗ này tổng 1, tổng 2 bỏ qua, tại vì chúng ta đã dùng nó, chúng ta hiểu nó rồi thì chúng ta bỏ qua đi. Rồi, bây giờ tổng 3. Tổng 3 dùng sao? Mình khai báo nhập AB trước rồi mới đem vào tổng 3. Đúng rồi. Tức là mình có thể đơn giản như thế này. Bởi vì là cái tổng 3 là nó trả về giá trị, cho nên mình không có gọi trực tiếp được ha.
mình không gọi trực tiếp được. Ví dụ như các bạn gọi là tổng 3, mở ngoặc 2,3. Đó, như vậy cũng được. Như vậy cũng được. Nhưng mà gọi xong rồi á, nó không có làm gì hết. Tại vì cái tổng 3 này nó đưa vô nó tính 2 cộng 3 một cái, hết. Rồi, xong rồi đó. Hết việc. À, như vậy thì chỗ này thường chúng ta phải dùng in nó ra. Phần trăm D phẩy tổng 3. Đó, như vậy thì chúng ta in ra được số 5. In ra được số 5. Tổng của hai số 2 cộng 3. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn tính tổng của hai số bất kỳ thì chúng ta khai báo biến và chúng ta nhập vào từ bàn phím hai biến A và B. Rồi sau đó chúng ta tính tổng A B lỗi không? Tính tổng AB. A bằng 3, B bằng 4, tổng là 7. A bằng 3, B bằng 4, tổng là 7. Và thường người ta sẽ sử dụng hàm tính tổng kiểu như thế này. Như vậy thì cái tổng này có thể là chúng ta đã nhập trước đó. Có thể là nó lấy giá trị từ một cái hàm nào đó khác, từ một cái vị trí nào đó khác để đưa vô tính tổng. Cho nên là không nhất thiết là phải nhập AB trong cái chương trình con. À, như vậy thì ở chỗ này người ta sẽ viết hàm khi nó thực hiện một chức năng cụ thể nào đó. Tổng của hai số AB. Còn hai số AB này ở đâu có thì tùy. Chứ không ai mà tính kiểu này cả. Nhớ nha. Như vậy thì trong cái hàm thì chúng ta viết, nếu như mà khi mà các bạn đã lập trình viên rồi đó thì các bạn viết một cái function, thì function đó nó sẽ thực hiện một cái chức năng. Ví dụ function thực hiện chức năng nhập thì lúc đó bạn gọi mấy cái này. Mình gọi mấy cái này. Ví dụ như đây, thực hiện chức năng nhập. Thực hiện chức năng xuất thì bạn sẽ làm nhập và xuất ở những cái function riêng. Còn nếu như bình thường để tính tổng, tính hiệu, tính bình phương, tính lập phương, tính căn bậc 2 vân vân thì không có ai mà đưa nhập vào trong đó cả. Chỉ có tính thôi. Như vậy thì các bạn đã rõ về cái hàm chưa? Nó có 3 dạng. Một là không có trả về, cũng không có tham số. Hai, có trả về mà không tham số. Ba là có trả về và có tham số. Được chưa các bạn? Ổn ha?